Xin kính chào bà con nông dân và quý vị khán giả đến với chương mục Cùng Nông Dân Ra Đồng do Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh kết hợp với Tập đoàn Lộc Trời thực hiện. Kính thưa bà con nông dân và quý vị khán giả, phần lớn diện tích lúa hè thu năm nay ở tỉnh Trà Vinh đang ở giai đoạn cuối thời kỳ đã nhánh và làm đồng. Chương mục Cùng Nông Dân Ra Đồng hôm nay sẽ đề cập đến chủ đề Trời khỏe đồng to. Mời quý vị bà con nông dân và quý vị khán giả cùng theo dõi. Thăm đồng, nếu chỉ đứng từ trên bờ ruộng quan sát phần trên lá lúa thì sẽ không phát hiện được kịp thời dịch hại. Bởi vì ruộng lúa này nếu chỉ nhìn thoáng qua thì gần như không thấy dịch hại nào. Tuy nhiên khi lội xuống ruộng và quan sát kỹ từ lá lúa, thân lúa, gốc lúa và bộ rễ thì phát hiện cây lúa đang chịu đựng rất nhiều dịch hại gây hại. Bệnh đau ôn, bệnh thối thân do vi khuẩn vẫn còn. Bộ rễ lúa bị thối đen do ngộ đạo hữu cơ. Các loại dịch hại khác do côn trùng cắn phá như rầy nâu, sâu cuốn lá cũng đang tích lũy mật số gây hại. Song điều mà bà con nông dân lo lắng nhất là vấn đề thời tiết bất lợi gây đổ ngã, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất ruộng lúa. Năm nay do thời tiết khắc nghiệt thì khi xạ thì gặp nước mặn, bà con thì bị chết chóc cũng nhiều, thì dặm dò nhiều thì cái chuyện bệnh hoạn cũng có nhiều. Nhưng mà thà trà lúa hiện nay đó thì khi trổ thì lại gặp mưa bão. Thì bây giờ như cái hiện tượng là lúa hiện bây giờ á, thì bây giờ nó đang cái hiện tượng là sợ là đau ôm rồi khuẩn rầy nâu, nhưng mà ngại nhất là lúa đổ ngã. Bởi vì cái đổ ngã này nó thất thu khoảng 50%. Thưa bà con, theo ghi nhận thì hiện nay trên các cái trà lúa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đang bước vào giai đoạn để nhánh đến làm đồng. Những nỗi lo lắng của nhà nông Nguyễn Nhân Ninh vừa chia sẻ vừa rồi cũng là mối quan tâm chung của nhiều bà con trồng lúa hiện nay. Làm như thế nào để khắc phục được tình trạng lúa yếu do ngập nước, chủ động đối phó với đậu ôm, vi khuẩn và tạo được đồng to? Trúc Quỳnh xin mời bà con và quý khán giả hãy cùng đến với tiết mục Tư vấn nhà nông. Chào mừng bà con nông dân đang đến với tiết mục Tư vấn nhà nông. Tham gia chia sẻ kinh nghiệm và những kỹ thuật canh tác đúc kết từ thực tế đồng ruộng với bà con ngày hôm nay thì cũng xin trân trọng giới thiệu kỹ sư Phạm Hùng Tiến. Tham gia buổi tọa đàm ngày hôm nay thì cũng có sự góp mặt của bà con nông dân tại ấp Xóm Chòi, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Thưa kỹ sư Phạm Hùng Tiến, một trong những cái dịch hại quan trọng nhất hiện nay và có cái nguy cơ phát triển nhanh nhất đó là đào ôn và vi khuẩn. Xin kỹ sư có thể cho biết vì sao khi mà đào ôn kết hợp với vi khuẩn thì khó phun trị, phải phun nhiều lần thuốc, và cũng xin nhờ kỹ sư hướng dẫn thêm là cách xử lý dứt điểm và giúp lúa mau hồi phục để đảm bảo được số chồi ạ. Thời gian làm luôn nha. Kính thưa MC cùng với tất cả bà con nông dân, thì như bà con đã biết thì khi mà bệnh đậu ôn mà nó kết hợp vi khuẩn á, thì cái việc phòng trị nó tương đối nó khó khăn. Bởi vì cái đậu ôn, đối với đậu ôn á, thì nó là được, nó được lây lan từ cái bào tử nấm và nó lây lan qua cái nguồn là không khí. Còn đối với bệnh do vi khuẩn thì đây là nó lây lan từ cái nguồn nước. Trên những cái ruộng nào mà ruộng trũng, ruộng nước càng nhiều thì cái nguồn lây lan của vi khuẩn thì nó càng nhanh. Và đặc biệt là khi cái bệnh đau ôn nó tấn công á, thì nó tạo ra những cái vết thương, nó làm cho cây lúa suy yếu, thì vi khuẩn nó có điều kiện tấn công và gây hại nặng trên cây lúa của bà con nông dân chúng ta. Đặc biệt là trên những cái ruộng nào mà bà con mình mà xạ trong cái điều kiện cập rập á, cây lúa nó bị ngộ độc hữu cơ, rồi chúng ta bón phân mà chúng ta bón hơi nặng tay, nó dư thừa phân đạm, rồi cái ruộng nào nó trũng, rồi cái mực ruộng, mực nước nó tương đối nó hơi cao á, thì đây là những cái điều kiện mà thích hợp để cho cái bệnh đậu ôn kết hợp vi khuẩn có thể gây hại nặng tấn công lên cây lúa của bà con nông chúng ta. Thì việc phòng trị thì trước tiên thì bà con nên tháo nước ra để mình hạn chế cái nguồn lây lan của vi khuẩn, và cũng như mình tháo bỏ cái lượng vi khuẩn đó trên đồng ruộng mình đưa xuống ao hồ, sông rạch, hạn chế cái nguồn lây lan. Cái bước thứ hai nữa là bà con tiến hành chúng ta rải vôi. Một công thì bà con có thể rải khoảng từ 20 cho đến 25 kg vô trong công 1000 m². Và cái bước thứ ba là bà con có dùng cái thuốc phòng trị vi khuẩn, đó là cái thuốc Totan. Mà để phòng trị cái vi khuẩn này cho đạt được hiệu quả cao á, thì bà con nên phun lặp lại vừa thuốc đậu ôn vừa thuốc phòng trị cái vi khuẩn. Thì đối với đậu ôn thì bà con có thể phun trị bằng cái sản phẩm là Filia
đây là cái thuốc đặc trị cây đậu ôn. Còn đối với vi khuẩn thì bà con có thể dùng cái loại thuốc là Totan, chúng ta phun kết hợp, chúng ta phun lặp lại lần thứ hai sau khi bà con mình đã xử lý cái vi khuẩn. Thời tiết năm nay nó mưa nhiều, sau khi mình xuống phân nữa mình có cần xịt ngừa bệnh hay không? Kính thưa anh Bạch cùng với bà con nông dân, thì theo những cái thông tin vừa rồi mà anh đã chia sẻ, thì năm nay cái vụ này đó thì nó mưa nhiều, kết hợp với cái thời tiết nóng ẩm, nhiệt độ cao, ẩm độ cao thì bệnh nó thường hay bộc phát, đặc biệt là cái bệnh do nấm và do vi khuẩn. Thì để mà hạn chế bệnh thiệt hại do cái bệnh do nấm và vi khuẩn á, mà đạt được cái hiệu quả cao nhất á, thì sau mỗi một đợt quấn phân á, thì bà con mình phải phun ngừa. Vì sao chúng ta phải phun ngừa? Như bà con đã biết á, thì sau khi mà chúng ta bón phân, đặc biệt là chúng ta bón hơi nặng tay á, cái lượng đạm nó hơi thừa đó, thì cái lá lúa nó mỏng, cái vết tế bào nó mỏng, do đó cái bào tử nấm bệnh nó có thể tấn công và nó gây hại ở trên cây lúa của bà con nông dân chúng ta. Vì vậy thì sau mỗi đợt quấn phân thì bà con tiến hành phun ngừa, đó là một cái giải pháp mà phòng trị bệnh hiệu quả nhất hiện nay. Thưa kỹ sư Phạm Hùng Tiến, lúa em thì chuẩn bị đón đồng, thì em thấy thời tiết mưa nhiều quá, em định là xịt Amitatop cộng bơm lơ quơ, là không biết là xịt trước khi đón đồng hay là sau đón đồng. Và em thấy là mưa nhiều quá thì em cộng thêm Silimac. Xin kỹ sư cho biết là xịt vậy có được hay không? Thì xin thưa anh Ninh cùng với bà con, thì như phần đầu tôi đã trình bày rồi, thì sau khi bón phân đón đồng rồi, bà con biết rồi á, thì cái tiểu khí hậu ở dưới tán lúa đó, nó phù hợp cho một số loại cái nấm bệnh có thể tấn công và gây hại cho cây lúa của bà con luôn chúng ta, đặc biệt đó là cái bệnh đốm vằn, cái bệnh vàng lá, rồi cái bệnh đậu ôn và vân vân. Và cũng khi mà cái tán lúa nó dày đặc như vậy đó, thì bà con biết rằng đó, thì cái lượng phân mà con mình đưa vô rồi á, thì cái lá lúa nó sẽ cái dây lóng lúa nó vươn cao lên, cái lá lúa nó mỏng, do đó cái nấm bệnh đậu ôn cũng có thể dễ dàng tấn công và gây hại. Do đó anh phải đưa cái Amitatop giai đoạn này anh phun ngừa để anh hạn chế bốn bệnh. Còn việc anh đưa cái sản phẩm bơm lâu vào giai đoạn này thì với mục đích gì thì tôi cũng xin chia sẻ anh luôn. Khi chúng ta đưa cái bơm lâu vào sau giai đoạn của phân đón đồng á, thì bơm lâu có vai trò là nó kích thích cho cái bộ rễ phát triển. Khi bộ rễ phát triển rồi thì nó hấp thu được cái lượng phân bón mà anh đã bón đón đồng nó sẽ tốt hơn. Nó giúp cho việc cái lúa có được cái đồng to bông bự và nó có cái tiềm năng cho năng suất về sau. Còn anh hỏi kết hợp với cái Silimac để giúp cho cây lúa có thể cứng cây, hạn chế đổ ngã được hay không? Thì thưa anh cùng với bà con, thì Silimac là một cái sản phẩm mà nó chứa ba cái thành phần là vừa có canxi, vừa có kali, vừa có silic. Và từng cái vai trò của những thành phần ở đây nó có những cái vai trò khác nhau đối với sự sinh trưởng và phát triển của cây lúa. Thì đối với sản phẩm canxi thì đây là một cái chất mà khi bà con phun lên thì nó làm cho tăng cái độ cứng của cái thành tế bào. Còn cái kali thì nó tăng cái sức trương của các tế bào, thì nó làm cho cái lóng nó ngắn và nó dày. Chính cái lóng ngắn và dày thì nó hạn chế được cái vấn đề mà đổ ngã. Còn đối với silic thì khi bà con mình phun vào thì nó tăng cái độ cứng của cái màng tế bào, nó giúp cho cái lá lúa nó dày, và đặc biệt trên cái lá lúa có nhiều cái lông tơ. Thì khi chúng ta đưa Silimac vào giai đoạn này đó thì nó giúp vừa giúp mà hạn chế sâu bệnh, vừa giúp cho cây lúa của bà con mình có cái khả năng quang học tốt hơn. Bởi vì khi lá lúa nó đứng mà nó dày như vậy á thì nó nhận ánh sáng từ hai mặt, do đó cái khả năng nó quang học nó tốt hơn và nó sẽ cho được cái năng suất cao hơn. Thưa bà con, trong cái điều kiện khó khăn do thời tiết bất lợi thì nhiều bà con nông dân mình cũng đã chủ động áp dụng các cái giải pháp canh tác với các cái sản phẩm sinh học hữu cơ để giúp cây lúa phát triển tốt và tăng cường sức chống chịu. Thì được biết nhiều bà con nông dân của mình ở đây cũng đã có nhiều kinh nghiệm trong việc áp dụng các cái sản phẩm sinh học hữu cơ để giúp cho cây lúa phát triển tốt. Và bây giờ thì Trúc Quỳnh cũng xin mời nhà nông Tô Văn Hùng cùng chia sẻ kinh nghiệm với bà con nông dân ạ. Trước thì tôi có miếng ruộng cặp mấy như lộ mà nó thổi đất cát là làm lộ cồn nó chảy xuống, thì hai vụ trước tôi gãi là cũng như là ba đợt phân, nhưng mà nó hai gãi tới bốn đợt lặp đi lặp lại nó mới tốt. Nhưng đợt này gãi chỉ có hai đợt phân UVPEC đen á, tới giờ là nó nay là 56 ngày mà vẫn còn xanh, chưa dám cướp đồng. Thì tôi cũng xin trả lời anh Hùng cùng với tất cả bà con ở đây. Thì để đi vào cái trọng tâm của cái trả lời câu hỏi này thì tôi cũng xin phân tích
về cái sản phẩm ire đen để cho bà con mình có được cái cơ sở đặt niềm tin khi sử dụng sản phẩm này. Thì cái ire đen là cái ire nó kết hợp với cái phức hữu cơ kháng Humalai 80 thì nó tạo ra cái đạm humat và cái đạm fumat hữu hiệu, có chứa cái chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng. Thì như bà con đã biết rồi, thì trên cái đất cát á, thường thường cái lượng hữu cơ nó rất là ít, cái khả năng mà giữ phân giữ nước của cái đất á, để cung cấp cho cây lúa thì nó rất là kém. Do đó anh phải rải phân trắng, anh rải nhiều lần đó thì cây lúa nó mới tốt. Còn riêng đối với sản phẩm ire đen này, đây là một cái loại ire hữu cơ, nên thì khi vào nó chúng ta kết hợp với đạm thì nó tạo ra đạm humat và phân quát. Khi bà con mình đưa vào trong đất á, thì chính cái humat và cái phân quát á, nó sẽ nhả cái phân từ 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 ra, nó vừa cung cấp đạm cho cây lúa, vừa cung cấp cái chất hữu cơ cho cây lúa. Và ngoài ra thì trong cái ire blend này thì nó còn có một số những nguyên tố trung lượng, thí dụ như canxi, như magie, như silic, nó sẽ giúp cho cái việc mà cân đối dinh dưỡng và nó giúp cho cây lúa của bà con mình nó phát, nó tăng được cái hiệu quả của sử dụng cái phân đạm. Do đó anh chỉ rải có hai đợt phân thôi, anh định đợt thứ ba anh bón phân đón đồng, nhưng mà lúa quá tốt anh cũng không đồng. Đó là cái lý do mà anh đưa cái phân ire đen này vào đó, thì nó sẽ hạn chế cái vấn đề mất đạm, nó tăng cái hiệu quả sử dụng đạm. Thưa bà con, tiết mục tư vấn nhà nông đến đây đã hết. Và ngay bây giờ thì Trúc Quỳnh cũng xin mời bà con hãy cùng đến với tiết mục chia sẻ kinh nghiệm nhà nông. Việc sử dụng các sản phẩm hữu cơ sinh học trên cây lúa như Ore Black, Silimash được khá nhiều nông dân áp dụng. Nông dân đang dành nhiều sự quan tâm hơn đến các sản phẩm này vì những ưu điểm của nó. Vụ thứ hai tôi xài Ore Black, nông dân tôi là thấy dụng này là tâm đắc nhất. Một là nó chống cái chỗ ít bay cái chất đạm lên, sau nữa thúc bộ rễ nó đưa là cây lúa nó rễ nó sâu, rồi rễ nó bung trắng nõn, thì nên nông dân tôi phái cái này. Thì bây giờ so đó giờ tôi xài cây trắng thì tính này có thể lợi nhuận có thể là được là 40%. Thấy anh bên công tập đoàn á giới thiệu về tôi sử dụng sản phẩm Silimat. Thì vừa qua là vụ qua tôi có sử dụng là cái ưu điểm của nó là thứ nhất là nó cứng cây chống độ ngã, thì cái bên cái cạnh đó thì nó giúp cho cái lá đứng cứng, và thứ hai nữa cái cây lúa nó không có buông lóng, thành ra thứ ba nữa là nó cái độ bền, cái độ xanh của nó rất là bền, rồi cái thứ tư của nó là nó hạn chế được cái sâu bệnh. Bà con nông dân và quý vị khán giả thân mến, chương mục cùng nông dân ra đồng của Đài Phát thanh Truyền hình Trà Vinh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Trong thực tế, hiệu quả từ cách sử dụng phân đạm của nông dân chỉ đạt từ 50-60%, nguyên nhân do phân bị bốc hơi, một phần phân không đi đến rễ và một phần phân bị nước cuốn trôi. Nay đã có phân bón tiết kiệm Ure Black, tiết kiệm đến 20% lượng đạm. Ure Black có độ liên kết mạnh, không bị nước cuốn trôi. Ure Black ít bay hơi, thấm sâu vào rễ, cân bằng dinh dưỡng. Sử dụng Ure Black tiết kiệm phân bón, năng suất vượt trội. Sản phẩm của tập đoàn Lộc Trời do Bảo vệ thực vật An Giang phân phối. Mới chương trình dinh dưỡng phân có lá sinh học đang giúp tốt cho mì. Phun Vitagym giúp lúa ra rễ để nhanh sốt. Phun Vitagym giúp lúa tăng sức chống hạn, trừ phèn, giải độc cứng cơ. Hàng chắc đẹp dùng gặp cực nhanh đã có Vitagym. Vitagym sản phẩm do công ty cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang phân phối.